Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Kiệt Bonsai. Thì hôm nay em đến vườn cây giống của anh Hiền để báo giá một lô bạch mai cô chú anh chị ơi, bạch mai biến điện. Rồi chào anh Hiền ơi. Rồi, xin chào cô chú. Nay có mấy cây bạch mai giao lưu với cô chú gần xa. Mong cô chú ủng hộ về trồng làm giống nha cô chú ơi. Rồi, cho địa chỉ số điện thoại luôn anh Hiền ơi. Địa chỉ là ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại 0366 589 652. Có Zalo luôn nha cô chú. Rồi. Rồi giống cây này là mình giao lưu cây giống gì anh Hiền ơi? Cây bạch mai, mai miếng điện. Rồi bạch mai biến điện ha. Rồi Rồi. cây gin dâm lên cô chú. Rồi lấy hột ương hột luôn phải không anh Hiền? Ương hột lên. Rồi trong Tết nè. Đây bạch mai biến điện nha cô chú anh chị ơi. Anh biết cái bông nó bao nhiêu cánh không anh Hiền? Bông này 6 9 cánh. 6 đến 9 cánh ha. Bông Bông chùm không? chùm luôn, trắng như tiết. À, bông trắng. Mà cái này, bán rồi cũng nói trước nghe cô chú. Tại vì thường là cũng nghe mấy bậc cao nhân người ta nói là này mình dâm mình ương cây kia này nó không có được 100% nghe cô chú. Khoảng nó 70% là bông trắng, còn cái kia không biết nó ra bông vàng bông kem Bông kem bông cũng xanh thì lum không nhưng phải rõ. không? Rồi. Rồi bảo đảm là khoảng 70% là bông bạch mai, 70% là bạch mai đấy còn lại là cái gì nên thì chưa biết. cũng hên xui. Rồi quay vô chi tiết ba cây đầu tiên trên bàn quay đi anh Hiền ơi. Rồi giao lưu lần ba cây nè cô chú. Ba cây này nó thì cao khoảng chừng tấc, cao 9 phần đến tấc. Rồi, lá nó là lá biến điện ha. Rồi Đây để anh để em quay sát cho cô chú anh chị xem cái gõ cái lá đó. Rồi, quen vòng báo giá ba cây đầu tiên đi anh Hiền ơi. rồi vô lưu cô chú là ba cây này 500.000 cô chú ơi, bao ship luôn nha cô chú, ship Bao toàn ship quốc tới luôn, đâu anh? ship toàn quốc. Rồi, bao ship toàn quốc 3 cây đầu tiên. 500k. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, Ba kế cây tiếp kế là tiếp 3, 3 cây kế tiếp. Là lô này là bạch mai biến điện hết ha. hay Rồi để coi đi. gõ cái lá lại cây. Rồi quay đi anh. Rồi, ba cây này có cao thấp gì hơn không anh Hiền? Đo lại cái Cũng này ngay. cỡ cỡ thôi, 9 phần tấc. Cái này tấc mốt. Cái này thì nó hơi thấp hơn xíu, 8 phần. Cũng cỡ 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 với nhau không ha. Mới lượt mùa. Cái lô này mà mình ương được khoảng thời gian bao lâu rồi ha anh Hiền? Cái này mình nướng Tết vậy. Tết giờ thì có khoảng 5 tháng ha. Ương 5 tháng rồi cô chú anh chị ơi. Chung cái dòng này nó cũng lâu lớn, chứ như mai vàng thì cũng cao lắm mà. À bạch mai nó lâu lớn hơn mai vàng ha. Rồi, cho giá lô số 2 luôn anh Hiền ơi. Ba cái số 2 này giá cũng 500k bao ship của chú ơi. Rồi, lô số 2. À mình ghi đánh dấu vô lên Hiền để lộn ạ. Số 2. Rồi. Tên ba cây số 3. Cái số 3 cũng vậy cô chú ơi, cũng khoảng tầm tắt. Ba cây số 3. Có hai cây cao với một cây hơi lùn hơn ha. Cây lùn thì lá nó hơi nhiều hơn. Còn cây cao nó vượt cao thì ít lá hơn cây lùn. Đây, cũng lá biến điện hết ha. Toàn bộ. Dư ăn nhau.
Ủa sao cho em hỏi cái như cái lá già thì nó biến điện, còn lá non nó không biến điện là sao anh Hiền? Này không biết làm sao, mới đầu là lúc nhỏ là nó ra, nó trắng thiếu gì đó. Tới lớn lên thì nó hơi xanh lại xíu. Rồi, cho giá lô số 3 luôn anh Hiền ơi. Số 3 cũng giá 500k bao ship cô chú ơi. Rồi, lô số 3 giá cũng là 500k. Có nồi lô nào rẻ hơn anh Hiền? Hả, là bằng giá. Đồng giá. Đồng giá hết, là nguyên cái này là đồng giá hết ha. Rồi, lô này có Đó lô số 4 này có một cây cao quá nè. Cũng là biến điện hết ra cô chú anh chị ơi, lá nữa nè. nó bị gian nhau. Lá này cũng như như mấy cây mà bông trang bạch, là nó tự Cẩm thạch. tựa cẩm thạch vậy đó, tự tựa như lá cẩm thạch vậy ha. Tại bạch nó là bạch mai, người ta gọi là biến điện đó cô chú anh chị ơi. Rồi, số Ba cái 4. này cũng giá luôn 500k ship luôn cô chú ơi. Rồi, lô số 4 cũng là 500k luôn. Tới lô số 5. Nhớ ghi số vô rõ ràng nha anh Hiền. Lô số 5 này có một cây hơi nhỏ hơn nè. Lùng lùng hơn, lô số 5. Nhưng có cây cây bự này là lá nó biến điện nhiều nè. Này cũng biến điện luôn ha. Người lô là số 5. Số 5 là giá luôn anh ơi. Năm 500k bao ship luôn cô chú ơi. Số 5 450 thôi anh ơi. Lô số 5 này có thằng cây nó hơi yếu yếu, Hơi nhỏ thôi. nó hơi em mấy cây kia xíu, 450 thôi ha. Rồi rồi. Số 5 là 450 nha. Rồi, lô số Rồi, lô 6. số 6. Số 6 này ba cây đều hết nè. Sáu 500k bao ship cô chú ơi. Rồi, số 6 cũng 500k bao ship luôn. Rồi, số 7 luôn nè. Vậy cũng 500k bao ship luôn cô chú ơi. Rồi, số 7 cũng 500k bao ship luôn ha. À, tí nữa em sẽ cái lô này anh có cái mặt bông đó anh Hiền, có mặt bông trong hình không, Bông biết cò không? để một tí nữa có gì mình sẽ cho Biết cô bông chú anh phải chị xem hình sao? cái hình của cái mặt bông luôn ha. Rồi giờ mình cho số điện thoại địa chỉ lại một lần nữa anh Hiền ơi. Dạ, địa chỉ là ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thượng, tỉnh Kiên Giang, số điện thoại 0366 589 652, có Zalo cô chú ơi. Rồi, Rồi bye bye anh Hiền ơi. chào cô chú. Nếu mà cô chú có mua hết nguyên mấy lô này thì thương lượng giá cả nha cô chú ơi. Rồi, mua hết thì thương lượng giá ha. Rồi rồi. Rồi, Mua mua, giá ví dụ có như mua hết rồi có bớt không anh Hiền? hết thì giảm giá, Có giảm giá ha. giảm giá Có giảm giá cũng là bao ship luôn. cũng là ship luôn rồi rồi chào, hẹn ngày mai có lô mới không? Mai có quay về cái Long Trang. Rồi rồi, xin chào anh Hiền. Rồi chào bà con quá. Rồi.